sao trên muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Đồng xanh như gái chưa con lúa những xôn xao chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đẹp. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát chẳng thành, ôi gió mát chẳng thành, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Anh thấy không anh, anh thấy không anh, anh thấy không anh, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương. Đi về về quê hương đậm đà đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối vườn sâu thơm ngát hương hoa. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao trên nguồn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Chùa tới này, chùa lui này, chùa lây này, tạm dừng này. Ok. Dường như tôi tàn một phút vẫn yêu đi.
là gan sẽ thực hiện tốt các vai trò này khi cơ thể trong trạng thái ngủ say hay là ngủ ngon giấc. Và khi bạn có chế độ ngủ nghỉ không khoa học, thường xuyên thức khuya thì sẽ gây phản ứng oxy hóa tại gan. Phản ứng này sẽ sản sinh ra các chất trung gian độc hại, hủy hoại các tế bào gan và từ đó làm suy giảm vai trò của gan. Kể về trường hợp có thật của bệnh nhân là ông Kiều Văn A, có địa chỉ ở số nhà 45, 2013, ngày 10 tháng 5 của chính phủ có hiệu lực từ ngày và đã được bác sĩ chỉ định mổ xoang cách đây ít năm do lệch vách ngăn. Khi còn trẻ thì ông Kiều Văn A từng làm công nhân bốc vác tại nhà máy phân đạm. Thì chúng ta cũng nên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp hơn cho phòng ngủ. Chuồng đẩy đầu của organic còn bảo vệ gan, cải thiện rõ rệt các triệu chứng suy giảm.